năm thối tiền rồi con. Cảm ơn. Chậu sô cô la u như kỹ ha. Eco ha. Ok là eco. Sao đi chia trễ dữ vậy rồi thôi. Thì tiếng Anh hả? Hồ với thằng lé biết không? Hồ với thằng lé. Hello. Tôi nói tiếng Anh mà không biết hồ với lé. Trời ơi, tiếng Anh ta có hồ với lé là hello đó. Chị Năm tiếp hả? Một buổi sáng hẹn lại buổi chiều đó phải không? Học sinh này rất là dễ thương. Uống buổi sáng còn hẹn lại buổi chiều nữa đó. Thấy dễ thương quá, cho thêm vài hộp chân châu nữa. Hương vị sô cô la, dầu cù la. Rồi xin mời. Tạm biệt. Hẹn gặp lại buổi chiều.